cả mọi người, mình là Jang Mi. Và ngày hôm nay Jang Mi sẽ chia sẻ về một bí quyết chăm sóc về tóc chũm salon đang rất là hot hiện nay luôn. Được rất là nhiều người nổi tiếng sử dụng qua như là Huyền My và chị Ngọc Thảo nữa. Và đó chính là sản phẩm Parco. Chính vì Jang Mi được biết là nhiều anh chị nổi tiếng đã sử dụng qua sản phẩm này rồi, nên là ngày hôm nay Jang Mi rất là tò mò và mong muốn là trải nghiệm sản phẩm này, nên là mọi người hãy theo dõi cùng Jang Mi nhé. Sản phẩm của Jang Mi mua bao gồm có tinh chất dưỡng trước khi gội, dầu gội, phục hồi tóc hư tổn và dầu xả làm mượt tóc. Để mọi người thấy rõ hiệu quả hơn thì bây giờ Jang Mi sẽ sử dụng một bên để làm sự so sánh thôi nha. Thứ tự sử dụng Parco hơi đặc biệt một chút. Đầu tiên mình sẽ dùng tinh chất dưỡng trước khi gội, làm ướt tóc trước rồi mới thoa đều tinh chất dưỡng lên trên tóc. Nhờ bước này mà tóc sẽ trở nên mềm mượt hơn, ngăn chặn tình trạng tóc rối, giảm thiểu gãy rụng tóc một cách hiệu quả nhất. Và bước tiếp theo, mình sẽ trực tiếp sử dụng dầu gội phục hồi tóc luôn. Mùi thơm thật luôn á, y như là nước hoa luôn. Theo Jang Mi tìm hiểu thì dầu gội này siêu hiệu quả trong việc phục hồi hư tổn và dưỡng ẩm cho tóc. Sau khi xả đi dầu gội, mình sẽ dùng dầu xả để làm mượt tóc. Dầu xả này có công dụng phục hồi hư tổn một cách nhanh chóng. Mình sẽ thoa lên tóc và để yên khoảng 3 phút rồi mới xả nước. Nghe nói là làm theo cách này thì sau khi sấy tóc ra xong sẽ rất là mềm mượt và chuẩn salon luôn đó. Jang Mi đã xong hết tất cả các bước gội đầu vừa rồi và bây giờ Jang Mi sẽ sấy khô để xem thử hiệu quả trước và sau khi gội sẽ như thế nào. Mọi người hãy cùng Jang Mi xem thử như thế nào nhé. Thật sự là bây giờ Jang Mi đang rất là bất ngờ luôn đó mọi người. Tại vì bình thường Jang Mi hay sấy tóc và tay của Jang Mi lọt vô những sợi tóc như thế này nè, nhưng mà nó rất là dễ bị khựng lại. Tại sao? Tại vì nó rất là rối. Nhưng mà bây giờ thì tóc Jang Mi rất là mềm mượt và không hề có một sợi tóc nào bị rụng cả. Thật sự bây giờ Jang Mi rất là thích luôn á. Tan tan! Bây giờ Jang Mi đã sấy xong rồi. Tóc của Jang Mi hiện tại rất là mềm mượt và rất là thơm. Bây giờ tinh thần của Jang Mi cũng cảm thấy rất là thoải mái nữa. Rồi bây giờ mọi người hãy nhìn thử bên này nha. Tóc của Jang Mi bây giờ rất là bóng mượt rồi đúng không? Còn về phía bên đây, phần tóc mà Jang Mi chưa sử dụng qua sản phẩm thì tóc của Jang Mi nó hơi bị khô, và hơn nữa là khi mà Jang Mi lòn cái ngón tay vô từng sợi tóc thì nó bị khựng lại, chứ nó không được là mềm mịn như là bên đây. Thật sự là bây giờ rất là mềm mượt, rất là thích luôn. Jang Mi cũng rất là quan tâm đến những sản phẩm chăm sóc tóc nên là ở nhà Jang Mi có rất là nhiều sản phẩm dầu xả, nhưng mà với sản phẩm này thì có cái độ phồng rất là tự nhiên và nó không hề bị dính bết gì cả. Còn bên phía bên đây là Jang Mi chưa dùng qua sản phẩm đó thì tóc của Jang Mi cũng có độ phồng đó mọi người, nhưng mà cái độ phồng của nó không được tự nhiên như bên đây mà nó theo kiểu khô sơ, nó bị khựng lại như hồi nãy Jang Mi đã chia sẻ. Còn bên phía bên đây rất là mềm mượt và rất là thơm. Lúc trước thì Jang Mi cũng luôn thắc mắc là tại sao nhiều người nổi tiếng lại sử dụng sản phẩm Parco đến như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà Jang Mi trải nghiệm xong thì Jang Mi mới biết được là tại vì sản phẩm thật sự rất là tốt, và hơn nữa là nhiều người dành lời khen cho sản phẩm này, nên là trong thời gian tới Jang Mi nghĩ là mình sẽ sử dụng sản phẩm này lâu dài hơn. Ta-da! Và cuộc thử nghiệm của Jang Mi đã xong rồi. Kết luận là Jang Mi cũng rất là thích sản phẩm này nha mọi người. Và Jang Mi nghĩ là nó sẽ phù hợp hơn dành cho những ai tóc khô sơ như là Jang Mi.